Văn quyết dính chấn thương dây chằng. Theo kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho Văn quyết vào sáng mùng 5 tháng 11, bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội xác nhận cầu thủ này bị đụng dập dây chằng bên chày đầu gối phải và cần ít nhất 14 ngày để điều trị. Đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội khả năng cao phải sớm chia tay V-League 2022 khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Trong nỗ lực tìm kiếm bàn nâng tỷ số ở phút bù giờ trước Thanh Hóa, Nguyễn Văn Quyết có pha va chạm với hậu vệ Lê Ngọc Nam của đối thủ và tỏ ra đau đớn. Anh vẫn cố gắng gượng dậy và đi lại khập khiễng trước khi được chăm sóc bởi đội ngũ y tế. Thiếu vắng Văn Quyết là tổn thất của câu lạc bộ Hà Nội trong 3 trận còn lại của V-League 2022 gặp Viettel, Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai. Hà Nội hiện có 44 điểm, hơn Hải Phòng 2 điểm, dù đá ít hơn một trận. Huấn luyện viên Chun nhận định đội đang ở giai đoạn cam go của cuộc đua vô địch. Ở trận gặp Viettel vòng 24 sắp tới, Hà Nội cũng không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu do cầu thủ này nhận đủ 3 thẻ vàng. Văn Quyết đã chính 17 trong 18 trận cho Hà Nội tại V-League từ đầu mùa, ghi 6 bàn, được huấn luyện viên của các đội đối thủ đánh giá là không thể thiếu trong lối chơi của Hà Nội. Tính trên mọi đấu trường, Văn Quyết đóng góp 9 pha lập công, 5 kiến tạo và 6 lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Phong độ cao của Văn Quyết cùng ưu thế vượt trội của câu lạc bộ Hà Nội so với phần còn lại của V-League là lý do giúp anh được huấn luyện viên Bắc trao cơ hội trở lại đội tuyển. Ở dịp giao hữu với Ấn Độ hồi tháng 9, Văn Quyết đá 30 phút cho tuyển Việt Nam và ghi một bàn thắng. Câu lạc bộ Hà Nội cho biết nếu kịp thời hồi phục, Văn Quyết có thể trở lại ở trận bán kết cúp quốc gia với Hoàng Anh Gia Lai ngày 23 tháng 11.